Chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Bãi Phú Cường nhé. Thì hôm nay em lên cho bác một lô nồi cơm, hôm nay khá là nhiều các bác nhé. Hôm nay gồm có 36 nồi các bác nhé. 36 nồi dung tích 1 lít. Cao tần áp suất nha các bác nhé. Các loại đây các bác này. Hôm nay có rất nhiều Sanyo Panasonic xoài. Sản phẩm mật quý. Đặc biệt thì ngày hôm nay em lên cho các bác là 6 chiếc nồi phân khúc VIP các bác nhé, phân khúc cao cấp một chút. Thứ nhất là có một chiếc nồi Tiger 2B, áp suất 2B, cơm cháy đem về đời 2013, đang bán với giá là 2 triệu các bác nhé. Một em Toshiba cao tần hút chân không đời 2020, giá là 2,5 triệu. Một em Tiger Cup Black áp suất B. Em lại có chế độ cơm cháy không nhá. Đấy. Đời 2016 giá là 2,5 triệu. Một em Panasonic áp suất điện tử. Đời 2017 giá là 3,3 triệu các bác nhá. Em lại có Eco Navi tiết kiệm điện luôn. Đấy. Một em Tiger Cup Black đời 2018 nhá. Đấy. Giá là 3 triệu các bác nhá. Và một em Toshiba cao tần hút chân không đời 2018 là giá 2,1 triệu. Đấy. Báo giá luôn cho bác 6 chiếc nồi cuối cùng của video ngày hôm nay. Còn lại hôm nay sẽ là phân khúc tầm trung các bác nhé. Giá trung bình thôi. Dao động từ 750k đến khoảng tầm 1,5 triệu các bác nhé. 1,5, 1,7 triệu. Thì tổng hôm nay có 36 mã nồi các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ lên cho các bác từng mã một nhé. Các bác mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại của em là 0971051751 các bác nhé. Với tất cả các sản phẩm từ 1,5 triệu trở lên, các bác vui lòng cọc giúp em tối thiểu là 500k nhé. Các sản phẩm dưới 1,5 triệu các bác cọc giúp em là tối thiểu là 100k các bác nhé. Tất cả các bác khi nhận hàng vui lòng đồng kiểm cùng các bạn ship giúp em nhé. Tránh trường hợp bể vỡ hay là nhầm hàng nhé. Tất cả các sản phẩm bên em đã dán cái tem bảo hành hết rồi. Tem bảo hành, tem đánh dấu sản phẩm hết rồi các bác nhé. Đây các bác này. Đánh dấu hết bên hông. Đấy. Các bác kiểm tra đúng hàng, đúng sản phẩm nhé. Các bác thanh toán giúp em nhé. Tránh trường hợp là khi các bạn ship về rồi các bác có điện phản ánh lại thì bên em không giải quyết được các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý là tất cả các cái trường hợp mà khi các bạn shipper giao hàng về rồi nhé, bên em sẽ không giải quyết cho các bác nhé. Nên các bác lưu ý là nhận hàng nhé, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Ok, bây giờ em sẽ lên cho bác từng mã một nhé. Ok. Các bác mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751 các bác nhé. Các bác đang xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nhé. Rồi bây giờ em sẽ lên cho bác từng mã nồi một các bác nhé. Các bác mua hàng hoặc các bác chuyển khoản nhé, thì các bác lưu ý là các bác chuyển khoản thì ghi giúp em số điện thoại kèm mã sản phẩm nhé, hoặc là tên các bác luôn để bên em kiểm tra nhé. Các bác chụp màn hình lại gửi qua Zalo giúp em. Tất cả các bác chuyển khoản 100% bên em bao ship các bác nhé. Chuyển khoản 100% bên em bao ship. Rồi ok. Đầu tiên ngày hôm nay em lên cho các bác một em Sanyo mật quý nhá. Em Sanyo mật quý đây các bác. Anh ngồi dậy anh cho em xem cái chuột ngồi này. Anh ngồi gì cái đây này. Em Sanyo mật quý, em này dung tích là 1 lít thôi nhá. Đây các bác, nồi niêu đây. Bên ngoài tráng gương các bác nhá. Siêu đẹp luôn, nay lên cho các bác một ít mật quỷ toàn hàng đẹp thôi. Có chờ một chút em bật cái flash lên nha. Đây các bác nha, ok, được chưa? Rồi đấy. Rồi ok các bác nha. Đấy, siêu đẹp luôn. Mã đầu tiên các bác nhé. Hôm nay là phần 10 các bác nhé. Dòng này các bác này, dòng mới tinh luôn, xanh ngắt mới tinh. Đấy.
Hàng siêu đẹp, siêu xịn sò luôn thôi nha. Đấy. Đây, nguyên cả cái hít Nhật luôn các bác này. Đồ chơi của Nhật luôn. Tặng kèm các bác luôn. Em ơi, đây 2004 các bác nhá. Đây 2004 nhá. Tất cả là dán tem của Nhật Bản Phú Cường hết rồi. Đây 2004. Ngoại hình xung quanh rồi là tất cả một cái là không có móp méo, không cấn, không chảy xước các bác nhá. Đấy, ok các bác nhé, các chức năng hoạt động bình thường luôn nhé, bao cơm ngon cho các bác luôn, dòng mật quỷ nấu cơm thì cực ngon luôn. Hôm nay em lên cho các bác là có 4 em mật quỷ các bác nhé, hôm nay là phần 10 các bác nhé, phần 10. Video ngày mùng 3 tháng 1 nhé. Mùng 3 tháng 1 đấy, 2021 nhé. Mã hôm nay, mã đầu tiên là mã số 1 thôi nhé. Lên cái bao này với giá là 950k nhé. 950k nhé. 950k các bác nhé. Mã số 1 nhé. Tiếp tục một em mặt quỷ nữa các bác nhé, em này thì đời cao hơn một chút, em này đời 2007 nhá, đời 2007 nhá, đây em này còn rất là long lanh luôn các bạn, không chảy xước, không móp méo, không cấn kiếp gì luôn, nồi đây các bạn này, đây. Bên ngoài tráng gương các bác nhé. Siêu đẹp luôn. Nồi bên trong không có chấm, không chảy xước gì luôn các bác nhá. Đấy, không chấm, không chảy xước gì luôn. Đây ok các bác nhá, không chấm, không chảy xước gì luôn nha. Đấy, siêu đẹp luôn. Răng này các bác này, răng xanh ngắt này. Đấy, răng người rất xanh luôn nhá. Áp suất bi. Dòng này nấu cơm rất nhiều hơi, cơm rất là tơi luôn anh nha. Mặt rồi. Ok luôn anh nha. Đấy 2007 luôn anh nha. Đây quay cho bác xem ngoại hình này. Đấy, không cấn, không móp méo chút nào luôn. Rất là đẹp các bác nhé. Đẹp từ trong ra ngoài luôn. Ok, mã số tiếp theo là mã số 2 các bác nhé. Mã số 2 các bác nhé. Lên cho bác em này giá là 1,1 triệu nhé. 1,1 triệu các bác nhé. Mã số 2 nhé, 1,1 triệu nhé. Tiếp theo một em mặt quỷ nữa các bác nhé. Em này đời 2006 các bác nhá. Đời 2006. Đấy. Ok, các chức năng hoạt động bình thường nhá. Đấy, tất cả nồi sáng gương hết luôn các bác. Bên trong là hơi cấn nhẹ chút xíu. Bên ngoài sáng gương, nồi rất là nặng nha các bác nhá, rất nặng rất dày luôn. Nồi này thấp nhất là 7 lớp các bác nhá, thấp nhất là chỉ là 7 lớp luôn. Rong em này còn khá là xanh nha các bác nhá, đấy, khá là ok, khoảng tầm 75-80%.
Đấy, áp suất bi. Em này thì nó hơi bị cấn một chút xíu ở đây, chỗ này, ở trên nắp này các anh nhé. Đấy. Đấy, hơi cấn nhẹ chút xíu thôi. Đời 2006 các bác nha. Đây, chỗ này nó hơi bị chóc sơn chút xíu này. Đấy. Còn lại ok. Các chức năng hoạt động bình thường các bác nha. Mã số tiếp theo là mã số 3 các bác nhé. Bán cho bác này với giá là 850k này. 850k các bác nha. Mã số 3, 850. Các bác mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751 các bác nhé. Ok, tiếp theo là một em Sanio nữa các bác nhé. Đời 2002 các bác nhé. Đấy, bác nào mà thích sưu tầm đồ cổ thì các bác lên sở hữu ngay em này các bác nhé. Đời 2002 luôn. Em này còn mới tinh các bác nha. Dòng xanh ngắt luôn. Áp suất bi. Đấy, bên trong đây các bác này. Còn siêu mới luôn. Đấy. Nồi đây các bác nha. Đấy. Nồi không có chấm trước gì luôn. Như mới luôn. Nồi không vết chấm cám, không vết xước luôn các bác nha. Cực đẹp luôn. Các chức năng hoạt động bình thường các bác nha. Em này nấu cơm thì dòng mật quỷ bao ngon cho các bác luôn. Cực kỳ nhiều hơi. Đấy. Em này cái nắp hơi nó hơi cấn nhẹ chút thôi. Đây. Hơi cấn nhẹ chút xíu thôi. Không vấn đề. Vận chuyển về nên là các bác như cái đấy nó không tránh được. Đấy, ngoại hình không xước sát, không có móp méo chút nào các bác nhé. Có cái nắp hơi một chút xíu thôi. Mã tiếp theo là mã số 4 các bác nhé. Mã số 4 các bác nhé. Bán cho bác em này với giá là 1,1 triệu nhé. 1,1 triệu các bác nhé. Đấy. Sở hữu một em mật quỷ siêu đẹp như thế thì thực sự là các bác không nên nghĩ vào cái giá nhé. Đây rất là hiếm khi gặp những em nó mà nó đẹp như thế này. Không cấn, không móp méo và nhiều những con em có thể bán cho các bác cứ vài trăm ngàn thôi. 300-400 ngàn thôi. Nhưng mà nó xấu, doang, nó vàng, xong là ruột nó xước thì chỉ có vài trăm ngàn thôi. Nhưng đây nó đẹp long lanh thì các bác lưu ý là giá sẽ cao hơn một chút. Ok các bác nha. Đấy. Tiếp theo là một em Joy Z, em này đời 2017 nhé các bác nhé. Đời 2017 nhé. Đây. Đúng rồi, 2017 các bác nhé. Giòn này các bác này. Giòn rất là xanh. Nó rất xanh luôn. Nồi đây các bác nhé. Rất đẹp luôn. Em này nồi có một hai vết chấm cám các bác nhé, hai vết chấm cám rồi, đúng hai vết thôi. Đây 2017 các bác nhé. Đấy, các chức năng là bình thường luôn, ngoại hình không cấn, không móp méo nhé, không chảy xước chút nào luôn. Nói chung là nó có nhưng mà nó chỉ là chút xíu thôi thì em không nhắc đến các bác nhé. Nếu mà nó sức to, sức lớn thì nó móp hẳn vào thì này em sẽ báo các bác luôn. Ok, mã tiếp theo là mã số 5 các bác nhé. Phần 10 mã số 5 các bác nhé. Mã số 5 các bác nhé. Lên cho bác em này với giá là 700k thôi. Nay em xả cho các bác nhé. Đấy. 700k các bác nhé, mã số 5 nhé. Còn các bác nào mà muốn săn hàng ra rẻ thì các bác chờ cho em khoảng 2 video nữa nhé.
hai video nữa em sẽ lên cho bác hàng ra rẻ luôn, chỉ vài trăm ngàn thôi, 300-400 ngàn có, 200 ngàn có một chiếc nồi cơm các bác nhé. Đấy, nếu mà các bác thích hàng ra rẻ thì bác chờ em khoảng hai video nữa là phần 12 các bác nhé. Phần 12 và phần 13 em sẽ lên cho bác này, hàng siêu rẻ luôn, giảm kịch sàn cho bác luôn nhé. Nồi đây các bác này, tiếp theo lên cho bác một em Panavat nhé. Đấy, em Panavat, em này còn mới có cái căng luôn. Đấy. Nồi siêu đẹp luôn các bác nhé. Đấy, không có chấm trước này luôn. Siêu mới luôn các bác nhé. Nói chung là nó như thế nào thì em sẽ bảo với các bác luôn, nói thẳng các bác luôn. Con nào nó đẹp thì giá nó đẹp, còn con nào mà xấu thì giá nó cũng xấu luôn. Ok các bác nhé. Đấy, bên trong thì ok rồi, bên ngoài đây em này đời 2017 các bác nhé. Đấy, hơi sức nhẹ bên thành một chút thôi, thành vách thì sức nhẹ một chút xíu thôi. Đấy, mặt trên này hơi sức nhẹ thôi. Cái này em sẽ dán cho các cái tem này, dán cho các cái tem luôn. Đây đây đây, dán qua một cái tem nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi nhá. Đấy, che khuyết điểm được chút xíu là ok. Đấy. Đây. Thực sự nói với bác là những cái này là nó rất là đắt tiền, nhiều khi em không muốn dán đâu, mua những cái tem này nó cả vài trăm ngàn một tập tem chứ không này không phải rẻ đâu, nên nhiều khi các bác một này cứ tại sao mình cứ thích dán tem nhưng mà nhiều khi em không muốn dán đâu. Đây, dán cho bác một cái tem này nhé, khá là đẹp luôn. Đấy. Ok, long lanh luôn rồi các bác nha. Em phải nấu cơm rất ngon luôn các bạn, Panavat nha các bác nhé. Ok. Đấy, 2017 các bác nhé. Đấy, 2017 nhé. Mã tiếp theo là mã số 6 nhé. Mã số 6 các bác nhé. Phần 10 mã số 6 các bác nhé. Lên cho bác này giá là 1,1 triệu nhé. Bán cho các bạn là 1 triệu thôi. 1 triệu thôi. Giá là 1 triệu các bác nhé. Mã số 6 nhé. Chốt cho các bác với giá là 1 triệu nhé. Tiếp theo là một em Joy Z nữa các bác nhé. Em này đời 2017 luôn. Em này cũng đời 2017 các bác nhé. Đây, nồi niêu đây này. Mới tinh luôn, chưa có chấm, chưa có xước gì luôn các bác nhé. Đấy, hàng siêu đẹp luôn. Dòng màu trắng xanh ngắt này. Đấy, mới tinh. Ngoại hình đi các bác nhé. Một vài điểm hơi sức nhẹ chút xíu thôi. Đấy, một có mỗi chỗ này, này, chỗ này hơi sức nhẹ chút xíu thôi. Tí tí thôi. Ok các bác nhé. Em là đời 2017 các bác nhé. Đây, đời những cái dòng dây di các bác xem ở dưới bên dưới đít này. Đấy, đời 2017 nhé. Mã tiếp theo là mã số 7 các bác nhé. Mã số 7 các bác nhé. Đây các bác này với giá là 950k các bác nhé. Siêu mới siêu đẹp luôn. Giá thì cũng siêu rẻ luôn. Tiếp theo là em Sanyo xoài các bác nhé. Đấy, Sanyo xoài em này đời 2010 các bác nhé. Nồi 5 lớp rồi các bác này. Em này rong thì mới tinh, rong như đập hộp luôn. Nồi đây, đấy, nồi cũng khá là ok. Nồi có một vài vết chân chim thôi. Đấy, cấn cá chứ không phải là xước các bác nhé.
vẫn cá nhẹ thôi, cũng không phải là xước. Đây bên trong các bạn này, nhìn nó mới tinh này, giòn này các bạn ơi, giòn nó mới tinh này, không gì. Đấy, giòn xanh ngắt luôn các bác nhá. Đấy, giòn nó như chưa dùng luôn. Rất hiếm gặp những em nó như thế này đâu anh nhé. Em này thì đang hết pin. Đấy. Pin thì em sẽ cho các bác về các bác thử thay giúp em nhé. Đấy, ngoại hình siêu đẹp luôn. Ok. Để cắm điện cho anh nhé. Mã tiếp theo là mã số 8 các bác nhé. Phần 10 mã số 8 các bác nhé. Bán cho bác em này với giá là 1,2 triệu nhé. 1,2 triệu các bác nhé, mã số 8 nhé. Siêu mới luôn, rong nó như mới luôn các bác nhé. Rong nổi như mới luôn. Phần 10 mã số 8 các bác nhé, giá là 1,2 triệu. Rồi tiếp theo lên cho bác em Joy Z cao tần đời 2019 các bác nhé. Đời 2019. Em này đây các bác này. Nồi niêu nó còn siêu lướt luôn. Đấy, siêu lướt siêu đẹp luôn các bác nhé. Không chấm trước cái luôn. Nói chung con nào chấm này em sẽ bảo các bác là nó chấm hay là nó xước hay nó như nào thì em bảo luôn. Giá nó sẽ rất là hợp lý luôn, còn con nó đẹp thì đây em bảo thẳng các bác là nó đẹp. Đây các bác nhá, dòng nó mới tinh luôn. Tiền nào của nấy các bác nhá. Các bác bỏ cái số tiền nó xứng đáng với cái nồi đẹp thì các bác phải nhận lại cái nồi đẹp. Chứ không thể là em bảo là nó đẹp và bán cho các bác cái nồi nó xấu được. Đây 2019 nhá các bác nhá. Ngoại hình siêu đẹp luôn. Đấy, các chiếc vang hoạt động bình thường các bác nhá. Bao cơm ngon các bác luôn. Ngoại hình rất siêu đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đẹp luôn. Đây 2019 nhá. Mã tiếp theo là mã số 9 các bác nhá. Số 9 đời 2019 luôn. Lên cho bác em này với giá là 1,4 triệu thôi. Cái này giảm cho bác còn 1,4 triệu thôi các bác nhá. Mã số 9 các bác nhá, 1,4 triệu nhá. Rồi gì 2019 nhé. Tiếp theo lên cho bác em Panavan dài nhé. Em này thì nồi còn khá là ok. Không chấm không trước gì luôn. Đấy, chấm thì nó nhỏ xíu thôi. Không nhắc đến làm gì nó như kiểu cái ấy thôi. Đây này. Đít nồi này siêu đẹp luôn. Xước rất nhẹ thôi. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy cái chấm chấm nó cực kỳ bé, nó như kiểu cái óng ánh kim tuyến này các bác nhé. Đấy. Bên dưới đi thì hơi sức nhẹ một chút xíu thôi. Dòng thì mới tinh này các bác này. Đấy, dòng mới tinh các bác nhé. Dòng mới tinh xanh ngắt luôn. Đời 2012 các bác nhé. Đây 12. Ok. Em này thấy nó hơi bị cấn nhẹ chút xíu đây này. Hơi cấn nhẹ chút xíu đây thôi. Ok các bác nhé. Hơi cấn nhẹ chút xíu đây. Mã tiếp theo là mã số 10 các bác nhé. Mã số 10 nhé. Phần 9 mã số 10 nhé. Phần 10. À phần 10 mã số 10. Bán cho các bác em này với giá là 800k thôi. 800k các bác nhé. Mã số 10 các bác nhé, 800k nhé.
Mã số 10, 800k. Tiếp theo lên số 35 Sanio nữa các bác nha. Em này màu này là siêu hiếm luôn các bác nha. Màu rất hiếm luôn, nhưng mà em này thì nó có một cái khuyết điểm, nhưng mà bác nào chấp nhận được thì em sẽ bán cho các bác. Em này siêu 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 ok, giá nó hợp lý rồi. Em này nó có hai khuyết điểm, tức là nó bể vỡ một chút. Đây các bác nha. Về dòng em này thì nó rất ok rồi. Dòng thì không nói lên được các bác nhé, nó mới tinh luôn, vì dòng nó là đời cao. Gần như là cao nhất dòng ra cuối cùng của Sanio luôn. Nồi đây các bác nhé. Đây, mới tinh luôn. Chữ chày luôn. Đấy, bên trong đây ruột thì khá là đẹp các bác nhé. Đấy. Nhưng mà em này nó có một cái khuyết điểm là nó bị bể ở đây các bác nhé. Đây này. Nó bị bể một chút bên này. Nhưng cái này nó không ảnh hưởng đến cái chất lượng cơm nấu đâu các bác nhé. Đây, nó bể một chút đây thôi. Đây này. Đấy, bẻ đấy. Đấy. Nó chỉ bẻ đấy thôi. Và một chút ở đây thôi nha. Đây. Nói chung các bác nào không quan tâm đến ngoại hình, không quan tâm, các bác chỉ thích cơm ngon thôi thì các bác lấy cái này nha. Đấy. Nếu bác nào chỉ quan tâm đến cơm ngon nha thì các bác sử dụng em này nha. Em sẽ để cho các bác giá trải nghiệm em này luôn. Vì nó rất là đẹp, nó rất là mới, đời cao. Đây anh em 110 nhé. Đấy. Đấy. Tất cả các chức năng hoạt động bình thường luôn luôn nhé. Đấy. Nó quá đẹp luôn các bác nhé. Sát thì không đáng kể luôn, nó sẽ bị bể đây, lất thôi chứ không phải là vỡ. Đấy. Thì em này em sẽ bán cho bác với giá là 800k thôi. Mã tiếp theo là mã số 11 thôi nhá, giá là 800k nhé, 800k thôi nhá, mã số 11 nhé, phần 10 mã số 11 nhé, giá là 800k nhé. Em Sanio xoài màu cực hiếm luôn thôi nhá, màu cực hiếm luôn đấy. Mã số 11 thôi nhé, nên các bác với giá là 800k nhé. Tiếp theo là em Panasonic. Em này màu đồng thôi nhé. Đây, 111. Tất cả nồi hôm nay em lên đều dung tích là 1 lít hết thôi nhé. Không có lít 8, không có 0.5, 0.6 gì nhé. Nên là các bác vui lòng này, để ý giúp em. Đây. Bên dưới nó hơi chảy một chút xíu rồi. Bên trong đây các bác này. Đấy, bên trong nồi đây. Đi như hình các bác nha. Giòn như mới luôn các bác này. Giòn cực xanh luôn á. Ngoại hình đây các bác nha. Ngoại hình như cái mép mép trên nó hơi sức nhẹ chút xíu thôi, nhưng mà không vấn đề gì đâu. Nó còn rất là đẹp luôn. Đấy. Có thể cũng đấy, đi qua sáng nhìn nó bóng nhoáng này. Van dài phim xương quẩm các bác nhé, đời 2011 nhé. Đời 2011. Đấy, các chi ra hoạt động bình thường. Bao các kiểu các thứ cho các bác luôn. Mã tiếp theo là mã số 12 các bác nhé. Mã số 12 các bác nhé. Bán cho bác hôm nay với giá là 850k nhé. 850k các bác nhé. Mã số 12 nhé. 850k. Tiếp tục và đến em Joy Z đời 2013 nhé. Cao tần áp suất. Đời 2013. Dòng nó mới tinh luôn.
Dòng này các bạn này, dòng mới tinh, nói chung là toàn hàng đẹp rồi, dòng mới tinh luôn các bác nhé. Em này đang bị mất cái nắp cài ở đây, nhưng cái này không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé, cái nắp cài nó không ảnh hưởng gì cả, bỏ qua cái đấy luôn, giảm cái đấy cho các bác là 50k luôn, thiếu cái đấy trừ 50k. Đấy, dòng này nhá, dòng rất đẹp luôn, siêu đẹp luôn, nổi nhiều đây các bác này. Đây. Đấy. Bẩn toàn vết bẩn thôi. Đây có một vết châm cám đây chỗ này các bạn, mỗi vết châm cám đấy thôi. Còn lại ok luôn luôn nhá. Bên dưới đít này hơi chảy chút xíu, không quan trọng. Quan trọng cái ruột nó rất là đẹp. Đấy. Ok. Đây anh em 113 các bác nhá. Đấy. Không cấn không móp méo luôn. Cái này là nguyên tem Nhật luôn các bác nhá, để nguyên lại này. Nguyên tem Nhật luôn. Còn đây là tem của Phú Cường nhá. Đây. Ok, cắm điện các bác nhé. Đấy. 75 phút chờ lô cơm. Siêu ngon luôn. Ok các bác nhé. Rồi gì áp suất nhau nhé, cao tần áp suất nhé, đời 113. Mã tiếp theo là mã số 13 các bác nhé, mã số 13 luôn, 13 các bác nhé. Bán cho các em này với giá là 1,1 triệu nhé, 1,1 triệu thôi các bác nhé. Đấy. Rồi gì cao tần áp suất, đời 113 giá là 1,1 triệu các bác nhé. Bao các kiểu luôn, cơm ngon. Tiếp theo đây các bác em Panasonic nhé, Panavat nhé, em này dòng này nó nấu cơm cũng rất là ok đấy các bạn. Em này hơi cấn nhẹ chút xíu đây này, hơi cấn nhẹ chút xíu luôn. Đấy. Nồi đây các bác nhé, nồi siêu đẹp luôn. Đây là toàn vết bụi thôi. Đấy. Siêu đẹp luôn. Đây, bên dưới đít này đây các bạn. Đấy, siêu mới luôn nha. Đấy. Dòng thì xanh ngắt luôn. Dòng xanh ngắt luôn các bác nha. Đấy, xanh ngắt mới tinh luôn. Đấy. Đẹp từ trong ra ngoài luôn các bác nha. Đẹp từ trong ra ngoài luôn. Đời 2014 các bác nha. Em lại hơi sức chút đây chút xíu này. Đấy hơi xước chút. Đấy. Đẹp thế này nhưng hơi xước một chút xíu ở bên cạnh này nhá. Đấy. Ok thôi nha. Các chức năng là bình thường luôn. Đấy, cơm thì bao ngon các bác luôn, em này hơi sức chút nhá. Em hơi sức chút bên cạnh cái chút này bán cho bác giá trải nghiệm luôn, xả cho bác em này luôn. Ok các bác nhá, mã tiếp theo là mã số 14 nha các bác nhá. Mã 14 các bác nhá. Phần 10 mã số 14 các bác nhá. Để cho bác em này với giá là 700k thôi. 700k các bác nhá. 650k thôi. 650k thôi. 650k các bác nhá. Bán cho bác giá trải nghiệm luôn. Anh để đâu hết rồi. Chào đồng quay video tới ông Đức. Mã số 14 thôi nha, 650k nha. Tiếp tục em Panavac nha các bác nha. Em phải đợi 2013 nha.
Em này là 2013. Nồi niêu thì còn rất là ok các bạn. Đấy. Bên trong này các bạn nhé. Bên trong em này thì hơi kém hơn so với em vừa nãy nhé. Đấy. Hơi sức dăm tí thôi. Giòn đây các bạn, giòn em này còn rất là ok. Giòn rất ok các bạn nhé. Ngoại hình đây các bạn này. Ngoại hình không cấn, không móp méo nhé. Tất cả sản phẩm đều có tem của Nhật Bãi Phú Cường hết các bạn nhé. Đấy. Tất cả sản phẩm bên em bây giờ từ những chiếc khoảng tầm 100-200 nghìn hay là máy xay rất đều có tem của Nhật Bãi Phú Cường hết các bạn nhé. Đấy nên các bạn lưu ý nhé. Đấy, các chức năng hoạt động bình thường luôn luôn nhé. Đấy. Đời 2000, em này đời 2013 các bạn nhé. Bao cơm ngon rồi các bạn luôn. Mã tiếp theo là mã số 15 các bạn nhé. Mã số 15 các bạn nhé. Bán cho em này với giá là 700k nhé. 700k các bạn nhé. Mã số 15 nhé, 700k nhé. Tiếp theo lên cho bác em Joy Z nhá. Joy Z đời 2019 nha các bác nhá. Em này đời khá cao luôn, 2019 luôn. Đây nồi đây, như chưa dùng luôn. Như chưa dùng luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung là con nào nó đẹp em sẽ bảo các bác nó là đẹp luôn vì nó rõ ràng nó là đẹp rồi. Còn em không thể bảo đẹp thành xấu được, còn những con nào xấu thì em không thể nó bảo nó thành đẹp được các bác nhá. Giòn nó mới tinh luôn các bác này. Vì đây em quay cho các bác là thực tế luôn là cái chỗ nào nó móp méo hay chỗ nào nó xước như nào em bảo các bác luôn. Đấy. Không có giấu giếm gì cả nhá. Tiền nào của nấy, ví dụ giá nó cao thì chắc chắn là đổi lại con nồi nó phải đẹp rồi. Còn giá nó thấp thì giá nó vài trăm ngàn hay này. Các bác nhiều bác hỏi có loại vài trăm ngàn không, 200-300 ngàn không? Em có nhưng mà hiện tại thì em đang lên cho các bác toàn hàng đẹp thôi. Còn hàng giá rẻ thì để video phần tới em sẽ lên cho các bác nhé. Giá chỉ vài trăm ngàn một chiếc thôi. Để cho các bác về trải nghiệm. Ok các bác nhé. Các chức năng là bình thường. Em này là 2019 luôn, em không phải test nhờ các bác làm gì cả. Bao các kiểu các thứ cho các bác luôn. Mã tiếp theo mã số 16 các bác nhé. Bán cho bác em này với giá là 1,4 triệu nhé. 1,4 triệu các bác nhá. Ngoại hình siêu đẹp luôn. Đời 2019 nha. Mã số 16 lên cho bác với giá là 1,4 triệu nhá. Về đây những máy gọi chứ về đây. Đi đâu? Đi có chuyện gì. Ok, tiếp theo lên cho bác em Joy Z nữa nhá. Ông với bóng luôn. Tiếp theo lên cho bác một em Joy Z đời 2015 thôi nhé. Đời 2015 em này thì bên dưới đít này hơi xước một chút này. Đấy. Dưới đít hơi xước chút xíu này. Bên trong thì đây. Bên trong thì còn rất là ok nhé. Bên trong thì rất là ok luôn. Rong này. Rong này các bác nhé. Rong này khá xanh. Giòn khá xanh luôn. Đấy. Ngoại hình này các bạn nha. Không cấn, không chảy xước, không móp méo chỗ nào luôn. Ok các bác nhá. Mã tiếp theo mã số 17 các bác nhá. Mã 17 các bác nhá. Mã số 17 nhá. Lên cho bác em này với giá là 700k. 700k thôi các bác nhá. Đấy. 700k nha các bác nhá. Mã số 17 nhá. Rồi gì đấy, 115.
Tiếp tục là một em Nationa nữa các bác nhá. Một em Nationa. Em này thì nồi nó hơi bị chấm cám chút xíu này. Đây các bác này. Chấm cám thì nó cực bé thì 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm nhá. Với lại cái bên trên này này, gõ mua nhiều quá nên là nó xước cái bên trên thành thôi. Còn lại bên ngoài thì siêu đẹp luôn. Dòng này các bác nha, dòng mới tinh nha. Dòng em này thì siêu mới luôn. Đấy. Dòng siêu mới luôn. Đây 2006 các bác nha. Em này hơi cấn chút xíu chỗ này, hơi móp vào đây chút này, em sẽ nắn lại cho các bác nhé. Ok. Cắm điện cho các bác thấy là nó ok, còn thực tế bên em đã test các kiểu rồi. Nên là các bạn yên tâm nhé. Mã tiếp theo mã số 18 các bác nhé. Mã số 18 các bác nhé. Lên số em này với giá là 650k nhé. 650k các bác nhé. Này lên cho các bác toàn giá phân khúc giá rẻ, giá nói chung là cũng rất là hợp lý luôn các bác nhé. 650k các bác nhé. Mã số 18 nhé. Tiếp tục lên cho các em Panasonic nhé. Các em Panasonic nội niêu thì rất là ok. Đấy. Đây vết bẩn này. Có một là vết chân chim nữa các bác nhé. Đây. Đấy. Đít nồi đây các bác này. Đít nồi thì rất đẹp luôn. Dòng này rất xanh luôn các bác nhé. Dòng xanh ngắt luôn. Panavan dài phun sương bùa các bác nhé. Đời 2014 em này đã có nấu cơm cháy rồi các bác nhé. Đấy, em này đã có nấu cơm cháy rồi các bác nhé. Đấy, nấu cơm cháy ở mã số 5 các bác nhé. Là chế độ nấu cơm cháy nhé, 5-6 phút. Ok các bác nhé. Đấy, em này có chưa nó cũng cháy luôn. Mã số tiếp theo là mã số 19 nha các bác nhé. 19 nha các bác nhé. Lên cho các bác em này với giá là 850k nha. 850k nha các bác nhé. 850k. Em này có lỗ cơm cháy luôn. Đấy, giá rẻ mà có lỗ cơm cháy luôn. Bác nào thích cơm cháy thì các bác sở hữu em này nha. Mã số 19 nha, 850k nha. Tiếp theo lên cho bác một em Joyji. Em này đời 2016 nha các bác nhé. Đời 2016. Đấy, ngoại hình đây hơi sức một chút xíu trên này. Nồi em này thì đây, đít nó hơi bị sước một chút xíu, hơi sước hơi cháy một chút xíu. Đấy. Nồi hơi chấm cám nha, em này bán cho bác 500k thôi. Đấy, siêu sơ cho bác, em này 500k thôi. Đây. Dòng thì rất ok nhưng bán cho bác chỉ ra 500k thôi. Đấy. Lấy một em này làm điểm nhấn cho các bác nha. Giá là 500k nha, cắm điện cho bác đàng hoàng luôn. Đấy. À, 500k các bác nhá. Mã số 20 nhá. 500k nhá. Đấy. Một chút nữa không khéo lại sẽ lấy con này tặng các bác luôn á. Kèm vào một cái chiếc nồi VIP luôn. Mã số 20 các bác nhá. Lên cho bác với giá là 500k nhá. 500k rồi. Đây để luôn đây để tí nữa xem nghiên cứu phần quà cho bác luôn. Tiếp theo lên cho bác là một em Joyji đời 2013. Đời 2013 nha các bác nhá.
này thì nó còn mới choang luôn. Đây, bên trong nó bóng nhoáng luôn. Đấy, siêu đẹp không chấm không chiếc luôn các anh em. Bên ngoài hơi chảy xìa một chút xíu rồi. Đấy, giòn xanh ngắt luôn các anh em. Đấy, xung quanh không xước, không móp méo, không cấn chỗ nào luôn. Em này thì gần như là đẹp luôn các anh em, gần như hoàn hảo luôn. Ok thôi anh em, siêu đẹp luôn ạ. Mã tiếp theo mã số 21 thôi nhé. Bán ra bao này với giá là 900k nhé, 900k thôi các bác nhé. Rồi đi cao tần đời 2013 giá là 900 nha các bác nhé. Tiếp theo lên số 3 một em Panasonic đời 2013 các bác nhé. Panasonic đời 2013. Do hôm này còn rất là mới luôn. Dòng mới tinh luôn các bác nhé. Đấy, dòng mới tinh luôn. Các thứ các kiểu luôn. Áp suất bi. Nồi đây các bác nhé. Nồi tất cả màu đồng luôn. Cả trong cả ngoài luôn. Em này đúng 100% nồi của nó luôn các bác nhé. Không có sai nồi hay hết luôn nhé. Viền vàng luôn. Mặt này vàng luôn này. Ruột vàng luôn. Đấy, siêu đẹp luôn các bác nhé. Đấy, viền xung quanh này vàng luôn. Màu đồng luôn. Đây anh em 113 các bác nhé. Tất cả nồi hôm nay dung tích là 1 lít hết các bác nhé. Dung tích là 1 lít hết. Ok các bác nhé. Đây. Đấy. Tất cả nút tím có chức năng hoạt động bình thường. Đấy 2013 các bác nhé. Màu này rất là hiếm đấy. Mã tiếp theo là mã số 22 nha các bác nhé. Mã số 22 các bác nhé. Bán ra bao này với giá là 1,2 triệu nhé. 1,2 triệu các bác nhé. Mã số 22 nhé. Tiếp theo lên cho các bác của em Sanyo. Em Sanyo xoài nhé. Em này cũng rất là đẹp nhé. Đấy, giòn xanh ngắt luôn các bác này. Giòn xanh ngắt nhé. Giòn xanh ngắt luôn. Nồi khá là nặng luôn các bác nhé. Bên trong này các bác. Nồi các bác. Cơ bản là nó mới tinh luôn các bác nhé. Đấy, mới tinh luôn, chưa có chấm trước gì luôn. Đây, ít ngày nó hơi chảy một chút xíu rồi. Dòng mới tinh các bác nhé. Đấy, dòng cho các bác xem lại. Áp suất bi dòng siêu đẹp luôn. Bên trong nó cũng mới tinh luôn các bác nhé. Ngoại hình thì đây các bác này. Hơi sức nhẹ chút xíu thôi, sức ti thôi. Mã này em này là đời 2010 các bác nhé. Đấy. Ngoại hình em này siêu đẹp luôn các bác nhé. Qua chế độ hâm cơm 9 phút luôn các bác nhé. Hâm cơm thôi. Không có 9 phút. Có chỗ hâm cơm. Ok các bác nhé, mã tiếp theo là mã số 23 nhé. Mã số 23 nhé, em này siêu đẹp luôn đấy các bác. Bán các bác em này với giá là 1,1 triệu các bác nhé. 1,1 triệu các bác nhé, mã 23 nhé.
Sunny xoài nhá, giá là 1,1 triệu nhá. Tiếp theo lên cho bác một em Nationa nữa. Nationa nồi trắng gương. Bên trong không chảy xước chút nào luôn các bác nhá. Bên trong siêu đẹp luôn này. Đấy. Dòng xanh ngắt đấy các bác nhá, dòng xanh ngắt luôn. Dòng xanh ngắt luôn các bác nhá. Đây. Bên chỗ này, bên hông này nó hơi bị xước một chút xíu thôi. Đây 2006 các bác nhá, đây 2006 nhá. Các em này có một khuyết điểm chỗ này nó hơi xước nhẹ chút xíu thôi. Còn lại thì rất ok luôn. Ok luôn nhé. Mã tiếp theo là mã số 24 các bác nhé. Mã số 24 các bác nhé. 24 nha các bác nhé. Bán cho bạn này ra là 700k nhé. 700k các bác nhá. Mã số 24 nhá, 700k nhá. Còn lại là đi em lại bỏ qua đi. Ok, tiếp theo lên cho bác một em Panasonic màu đồng các bác nhá. Đời 2013. Đấy, hơi cấn nhẹ chút xíu ở đây này. Trên vùng nó hơi cấn nhẹ chút xíu rồi. Móp móp một chút xíu thôi. Ruột thì siêu đẹp luôn các bác nhá. Ruột siêu đẹp luôn. Ruột siêu đẹp luôn. Bên ngoài thì hơi xước nhẹ chút xíu này. Dòng này các bác này. Dòng này còn khá là ok các bác nhá. Dòng khá là ok luôn. Cắm điện cho bác nhá. Tiếp theo là mã số 24 các bác nhé. Mã số 24 các bác nhé. Panavan dài đời 2013 các bác nhé. Mã số 25 các bác nhé. Mã số 25. Xin lỗi các bác. Mã số 25 các bác nhé. Lên cho các em này với giá là 750k. 750k các bác nhé. Mã số 25 nhé. Đấy, siêu rẻ rồi. Nhân dịp này các bác Tết nhất đến nơi thì các bác sắm nồi về sử dụng đi, phục vụ gia đình đi. Đấy, giá nó siêu rẻ thôi. Rồi, tiếp theo là một em Panavat nữa các bác nhá. Một em Panavat nữa, em này thì nồi đẹp có cái keng luôn. Nồi đẹp có cái keng luôn các bác nhá. Đấy, bên trong này các bác này. Siêu đẹp luôn. Dòng em này rất ok các bác nhá. Dòng em này rất là ok. Đấy, rất mới luôn. Hơi bị cấn nhẹ chút xíu trên mặt này các bác nhá. Hơi cấn nhẹ chút xíu trên mặt, tôi còn thành vách thì cực đẹp luôn. Đây xử lý cấn cho các bác luôn nhá, cấn khá luôn. Đây nó bao một tem nhỏ này thôi. Đây. Vào khu vực cấn là cái này đẹp ngay các bác nhá. Ok các bác nhá. Em đây 2015 các bác nhá. Đấy. Đây 2015 các bác nhá. Các chức năng là bình thường. Mã số 26 các bác nhá. 26 các bác nhá, bán cho em này với giá là 700k.
700k nha các bác nha, 326 nha. Tiếp tục là một em Yajirushi cao tần áp suất các bác nha. Áp suất bi các bác này. Dòng dân mới luôn. Em lại cũng mất cái này luôn các bác nhé. Em lại cũng mất cái chụp này. Bỏ qua thì vì cái này nó không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé. Cái này nó chỉ để trang trí nên nó không ảnh hưởng đến chất lượng nấu cơm luôn. Dòng xanh ngắt luôn các bác nhé. Nồi Platinum các bác nhé. Platinum luôn. Platinum hơi chấm cám một chút xíu các bác nhé. Hơi chấm cám chút xíu, nhưng dòng áp suất này cho nấu cơm cực ngon luôn, cực nhiều hơi luôn. Đấy, cái mặt em này nó hơi bị bong chút xíu các bác nhá, giá trải nghiệm cho các bác em này luôn. Bán cho em này giá trải nghiệm thôi. Nói chung là bát nào mà không quan trọng hình thức thì các bác xài em này. Bát nào không quan trọng hình thức mẫu mã, các bác chỉ thích cơm ngon thôi thì các bác sử dụng em này nhá. Đây em nói thật với các bác thế luôn. Các bác nào mà không quan trọng hình thức, không quan trọng mẫu mã thì các bác sử dụng em này nhé. Thực tế là nó không xấu nhưng mà với em thì nó không thể bán cho các bác giá cao được thôi. Để cho các bác giá trải nghiệm thôi. Mã số tiếp theo là mã số 27 các bác nhé. Bán cho bác em này giá là 900k. 900k các bác nhé. Cao tần áp suất nồi Platinum các bác nhé. Giá là 900k nhé. Nên tiếp cho các bác một em Panavat đấy nhé. Em Panavat nhé. Bên ngoài tráng gương cái đít này nó hơi bị chảy một xíu này. Cái này về các bác đánh lại giúp em nhé. Lấy cái búa róc sắt đánh nhẹ thì nó bay hết nhé. Bên trong là siêu đẹp luôn. Đấy. Cái bên ngoài thì nó không ảnh hưởng đến các bác nhé. Bên trong nó mới quan trọng này, bên trong nó không bong chóc, không cấn, không bị chảy xước này. Con nồi nó ok các bác nhé. Đấy. Nó đẹp. Dòng thì ok các bác nhé. Dòng mới khoảng tầm 80%, 80-85%. Ngoại hình đây các bác này. Đấy 2014 nha các bác nhé. 2014. Ngoại hình không chảy xước, không móp méo nha. Bên trên này hơi xuất sát nhẹ chút xíu, dán tem phủ khuyết điểm cho các bác rồi. Đấy. Ok nha. Mã tiếp theo là mã số 28 nha. 28 các bác nha. Lên cho bác em này với giá là 650k. 600k. 600k các bác nhá. Mã 28 nha, 600k nha. Còn hai chiếc nữa này em sẽ lên cho bác cái phân khúc nồi VIP ngày hôm nay nhá. Còn hai chiếc nữa thôi, nốt chiếc này, một chiếc Nationa này và một chiếc săn xoài nữa này. Lên cho bác cái phân khúc nồi VIP ngày hôm nay nhá. Có hai em đời 2018-19 nha. Nồi siêu đẹp rồi các bác này. Nồi siêu đẹp luôn nhá. Nguyên kim tuyến luôn. Viền viếc ok luôn, như mới luôn. Bên dưới này hơi chảy chút xíu thôi. Bên dưới hơi chảy chút xíu nha. Nationa quá nhá. Dòng xanh ngắt luôn này. Dòng xanh ngắt luôn. Còn sẽ ngắt luôn các nha. Em này đời 2006. Đời 2006 nha các bác nha. 2006 nha. Đời 2006 các bác nha. Đấy, ngoại hình không cấn, không móp méo chút nào luôn, siêu đẹp luôn. Em này siêu đẹp luôn. Dòng mới tinh, nồi siêu đẹp luôn. Đấy, nồi không chảy xước, không móp méo chút nào nha các bác nha. Mã tiếp theo là mã số 29 thôi nhé. Mã số 29 thôi nhé. Bán cho các bác này ra là 750k nhé. 750k các bác nhé. Mã số 29 nhé. 750k. Rồi tiếp theo là một em
Daniel xoài các bác nhé. Em này đời 2011. Đời 2011 các bác nhé. Nói chung đợt này em có ít xoài và ít mặt quý, nó khá là đẹp các bác nhé. Rong nó rất là mới luôn. Đấy, bác nào mà thích cái dòng xoài này thì các bác không thể bỏ qua những chiếc nồi được. Vì rất hiếm các cái dòng nồi xoài mà rong nó mới nó đẹp như này. Đấy. Từ 2011 đến bây giờ là 2021, 21 rồi mà nó còn đẹp như này các bác nhé. Nồi niêu đây các bác này. Đấy, làm gì có cái bên nào có cái nước hàng nó đẹp như cái em này được. Đấy. Siêu siêu led luôn các bác nhá. Nồi 5 lớp nhá. Đấy. Bao các kiểu các thứ cho bác luôn. Rong xanh ngắt, nồi thì siêu đẹp rồi các bác nhá. Đời 2011 nhá. Ngoại hình không cấn, không móp méo, không chảy xước chút nào luôn. Đấy. Nói chung là nó có những một cái vài vết xước hoặc là chóc sơn nhỏ nhỏ thì các bác bỏ qua cái lỗi giúp em nhé. Vì thực tế cái hàng này về đây nó qua bao nhiêu chặng, bao nhiêu xe lên bốc xuống đây này. Nó không thể tránh được các bác nhé. Đấy. Ok. Mã tiếp theo, mã số 30 các bác nhé. Sau video này, sau em nồi này sẽ đến phân khúc nồi phân khúc cao cấp hơn chút này các bác nhé. Mã 30 các bác nhé. Lên bao này ra là 1,1 triệu nhé. 1,1 triệu các bác nhé. Sanio đời 2011 luôn nhé. À, ok, tiếp theo sẽ là cái phân khúc về nồi VIP các bác nhé. Đầu tiên đây các bác em Toshiba cao tần hút chân không đời 2018 các bác nhé. Đời 2018 nha. Em đời 2018 các bác nhé. Ngoại hình rất siêu đẹp luôn. Dòng siêu mới luôn các bác này. Đấy, dòng siêu mới luôn. 2018 này hàng như kiểu sái lướt luôn thôi nhé, thiếu thùng xốp thôi. Đấy. Nồi đây các bác này. Đấy. Không chấm cám gì luôn các bác nhé. Chiếc nồi này bên em đang bán với giá là 2,1 triệu các bác nhé. 2 triệu mốt các bác nhé. Đấy, siêu đẹp luôn. Cao tần hút chân không các bác nhé. Hút chân không một lỗ nhé. Đấy. Đấy, 2018 nha các bác nhé. Em này bên em đang bán với giá là 2,1 triệu các bác nhé. Mã số 31 nhé. 2,1 triệu nhé. Mã số 31 các bác nhé. Giá là 2,1 triệu nhé. Số 31, 2,1 triệu các bác nhé. Tiếp theo lên cho bác một em Tiger Cup Neck đời 2018. Tiger Cup Neck đời 2018 các bác nhé. Nồi phủ gốm các bác nhé. Nồi phủ gốm 9 lớp. Đấy. Cách điệu bên ngoài này. Nồi phủ gốm 9 lớp các bác nhé. Đây này. Nồi phủ gốm 9 lớp đây. Đấy. Siêu đẹp luôn các bác nhá, không chảy xước, không cấn cá gì luôn. Bên ngoài khá là ok nhá. Đấy. Dòng siêu mới luôn các bác nhá. Dòng siêu mới luôn, áp suất 2 bi. Dòng này lâu cơm cháy nó là đẳng cấp luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung là đây em hướng dẫn lại các bác một chút này, các bác mua cái nồi cơm và những dòng nồi như này hay những dòng nút nhấn này thì các bác nên ấn. Sau đó các bác giữ lại cái tay một chút xíu nhé.
Nhiều bác là mua về xong là cứ lấy mỗi cái ngón tay này xong ấn một phát này đánh cái bạch nhất này, đấy xong nó bật ra rất là nhanh. Thì chỉ 3 ngày nó đứt cáp hoặc nó gãy cái cổ thì bên em sẽ không bảo hành cho các bác đâu nhé. Đấy, em đợi 2018 luôn các nhé. Nên là các bác lưu ý là sử dụng cổ bền nó tại người, các bác bấm vào xong các bác mở nhẹ nhàng lên như này. Thì các bác dùng có thể khả năng nó chục năm nó chả hỏng, 20 năm nó chả hỏng được, nhưng các bác dùng các bác bấm nó như phá thì là 3 hôm nó hỏng thôi các bác nhé. Đấy, các chức năng hoạt động bình thường luôn các bác nhé. Em này khi các bác chọn về menu nó sẽ hiển thị cái thời gian nấu luôn các bác nhé, nên là các bác rất dễ sử dụng thôi. Lúc nào đang vội thì để cái chế độ nấu nấu nhanh thôi, nó có khoảng tầm nhanh nhất là 28 phút các bác nhé. Đấy, các chức năng hoạt động bình thường, có chế độ hâm cơm luôn. Đấy, cơm cháy hôm trước các kiểu luôn, màn hình ẩn các bác nhé. Mã số tiếp theo là mã số 32 các bác nhé, 32 nhé. Lên số 3 này với giá là 3 triệu các bác nhé. Đây 2018 các bác nhé, mã số 32 các bác nhé, giá là 3 triệu nhé. Tiếp theo lên số 3 em Panasonic áp suất điện tử đời 2017 nhé, có Econavi tiết kiệm điện luôn, áp suất điện tử dòng mới tinh các bác nhé, dòng mới tinh luôn. Đấy, dòng mới tinh. Nồi. Nồi mới tinh luôn luôn nha. Nồi mới tinh luôn các bác nha. Đấy, không có chấm, không có chảy xước, không có chân chim trong trước luôn. Đấy, bên ngoài này còn đấy, mới như mới luôn. Đấy, các bác đóng lại hay các bác mở ra thì các bác cũng nhẹ nhàng giúp em như này thì nó sẽ rất bền nha các bác nhé. Còn các bác mà cứ ấn phát này xong thả cho nó mở như này thì chỉ khoảng 3 ngày là nó gãy hết thôi. Ok các bác nhé. Hai 2017 nha các bác nhé. Đây 2017 nha. Giá em này em đang bán các bác với giá là 3,3 triệu nha. Mã số tiếp theo mã số 33 các bác nhé. Lên các bác với giá là 3,3 triệu nha. 3,3 triệu các bác nhé. Panasonic đời 2017 nha. Áp suất điện tử em là coi Econavi tiết kiệm điện luôn. Giá là 3,3 triệu các bác nhé. Ngoại hình không chảy xước, không cấn, không móp méo chút nào luôn. Em này siêu đẹp luôn. Tất cả mới trên 95% các bác nhé. Dám tự tin khẳng định em này mới trên 95%. Mã số 33 các bác nhé, giá là 3,3 triệu. Tiếp theo lên cho bác em Tiger cấp lách nhé, đời 2016. Đấy. Áp suất 2B, nồi phủ gỗ 11 lớp các bác nhé. Nồi siêu đẹp luôn. Đấy, siêu đẹp luôn các bác nhé. Áp suất 2B. Đấy, dòng xanh ngắt luôn các bác nhé. Đấy, màn hình LED. Ok các bác nhé, các chức năng hoạt động bình thường luôn. Em này màu rất là hiếm luôn nhé, viền mặt này như kiểu cái bàn cờ cờ tướng luôn các bác nhé. À, cờ cờ vua các bác nhé. Đấy, viền kẻ caro nhé, rất đẹp luôn. Màu này màu cam này này cực hiếm luôn các bác nhé. À, ngoại hình siêu đẹp luôn, đời 2016 các bác nhé. Mã tiếp theo là mã số 34 các bác nhé, bán cho bác với giá là 2,5 triệu nhé. 2,5 triệu các bác nhé. Mã số 34 nhé. Rồi còn hai mã cuối nhé các bác nhé. Còn hai mã cuối nhé. Đấy. Lên cho bác em Toshiba Captain hút trên không. Đời 2020. Em là đời 2020 luôn các bác nhé.
đấy, để 2020 mới tinh luôn các bác nhé. Nồi niêu đây các bác này, đấy, mới tinh luôn. Nói chung là hàng siêu lướt các bác nhé. Thiếu mỗi thùng xốp thôi, viền mạ chrome này. Đời 2020, ngoại hình thì không cháy xước, không vỡ, không móp méo chỗ nào luôn. Ok các bác nhé. Mã tiếp theo là mã số 35 các bác nhé. 35 nhé. Lên cho em này với giá là 2,5 triệu các bác nhé. 2,5 triệu các bác nhé. Mã 25 nhé, 2,5 triệu nhé. Em sẽ để lại hai chiếc nồi cuối cùng này nhé. Kèm với cho các bác là phần quà ngày hôm nay sẽ là mã số 20 nhé. Bác nào lấy hai chiếc nồi cuối cùng này nhé, tặng kèm các bác chiếc nồi mã số 20 luôn. Tiếp theo là em Tiger áp suất 2B. Em này nấu cơm cháy thì quên sầu đi các bác nhá. Bác nào thích cơm cháy thì nên sở hữu ngay em này nhá. Dòng mới tinh đấy bác này. Dòng mới tinh luôn. 2B nhá. Đấy. Dòng mới tinh, nồi em này cũng rất là đẹp nhá. Nồi liêu rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Đấy. Ngoại hình nha các bác này, không chảy xước, không móp méo nha. Em này đời 2013 các bác nhá, đời 2013 luôn. Rồi cắm điện cho các bác nhá. Ok các bác nhá, đây phần quà ngày hôm nay là mã số 20 các bác nhá. Đấy, các chức năng hoạt động bình thường luôn, bao cơm ngon các bác luôn nhá. Em này cơm cháy khét lẹt luôn. Giá này em đang bán với giá là 2 triệu thôi nhá. Mã số tiếp theo là mã số 36. Bán cho bác với giá là 2 triệu nha các bác nhá. Đây các bác nhá, trên video ngày hôm nay là các bác là mua hai sản phẩm cuối cùng nhá. Mã 35 và 36 em sẽ tặng các bác mã số 20 nhá. Đấy. Các bác mua mã số 35 và 36 em tặng các bác chiếc nồi mã số 20 luôn. Ok các bác nhá, phần quà duy nhất ngày hôm nay thôi. Thì các bác mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại của em là 0971 051751 các bác nhá. Với sản phẩm dưới 1,5 triệu các bác cọc tối thiểu giúp em là 100k nhá. Sản phẩm từ 1,5 trở lên, 1,5 triệu trở lên các bác cọc giúp em tối thiểu 500k. Các bác chuyển khoản thì 100% bên em bao ship các bác nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Nhật Bác Phúc Cường trong thời gian qua nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.